Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay thứ bảy cuối tuần nha, em lên xe vui cho nhà chọn ha. Thì bên em dặn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Thì hẹn bên em sale rồi nha, em sẽ không có sale nữa ha. Thì cái nhà mua chốt một cái hoặc là nhiều cái cũng giá đó nha. Tự có nhiều con rớt lợi thì em sẽ sale qua vốn rồi. Thì mình cân nhắc trước khi chốt giúp em ha. Rồi đầu tiên nha, em lên chỗ nhà coi thương hiệu của Ý ha. Chạy 6 kim. Anh em nào tay thiệt to chốt này cũng được. 6 kim nha, 3 cốt ha, với lại lịch gốc 4 rưỡi nè. Con này đẹp lắm, con này độ mới tầm 90% luôn nha. Dây khóa zin bản thép đúc luôn. Thương hiệu của Ý Emery nha. Máy Nhật. Bên hông còn phai sớt luôn mà. Đó, anh em nào có ý định mua dòng 6 kim chốt máy này. Giá cũng bình dân rồi. Hôm nay sale nó là giá rẻ, quá rẻ nha. Thường mấy dòng Emery này là cái nắp gài nha, riêng con này đắp đáy vặn luôn. Máy Nhật ha. Độ mới cao, dây cũng còn dài lắm. Con này thì dây tao khóa bơm, khóa zin đó nha. Khóa zin ở đây. Dây này tay 18, 18 đeo thoải mái, 18.5 đeo thoải mái luôn. Này anh em ta tầm tay 16 đổ lên đi, 16 đổ lên đeo đẹp ha, từ càng nó cấp xuống nha. Đẹp bên này, kính zin không sức mẻ này dính bụi. Dẫn báo có lông mèo ha. Đây đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm nha, thể thao bấm thể thao chạy nè. Kiểu chrono rap nha, bấm thể thao thôi. Kính còn đẹp lắm. Tính ra nó to vậy là mỏng nha. Rồi hôm nay em sale với nhà con này luôn ha, giá rẻ luôn. Rồi xe ngang của nó nha. 45 nè. Mỏng thì 10,6. Càng luôn 52 ha. Bữa là em bán nhà giá 1.150.000 nha, 1.150.000 mã K36 ha. Rồi hôm nay em sale cho nhà giá là 1.050.000 luôn, hết giá nha. 6 kim mà sale 1.050.000 là cái nhà biết qua vốn rồi đó. Vẫn là mã cũ nha, K37 đi, Y36 chứ, K36 nha. Dòng 6 kim mà giá này là quá bình dân, như là một con độ mới cao nha. Anh em nào đang quyết định mua 6 kim cân nhắc con này ha. Quá chắc. Rớt lại đi sale thôi nha, hàng si mà. Hàng lô mới bán được vậy nha. Rồi một con Daiso. Thương hiệu cũng của Ý luôn. Mấy dòng này chuyên làm cho kiểu to nha, to hầm hố. Phay sức nè. Daiso ha, thương hiệu của Ý, máy Nhật. Dây khóa này. Dây khóa zin đó, dập hiệu. Con này bản thép nha, thép đúc luôn. Kính zin đẹp không sức mẻ, dạng có vết lông mèo ha. Có hai lệch gốc 3 giờ. Mặt thiết kế như 3D. Cái này kiểu anh em này hình như tay vừa cũng được nha, tay vừa đeo ha. Kiểu anh em tay vừa tay nhỏ thích đeo to á, đeo hầm hố á, là bình thường nha. Đeo được hết ha, tự cái càng nó không có dài đâu. Lên tay 7 nè. Anh em tay nhỏ thích đeo to thì chốt bình thường ha. Con này dây thì 18, dây 18 đổ lại đeo thoải mái luôn, 17 mới dư được gần hai ngón. 18 đeo thoải mái luôn. Lên tay 7, dây khóa zin hết, bản thép á. Hầm hố. Tùy theo sở thích mỗi người thôi, có nhiều anh em thích tôi thích đeo to to nữa. Tay nhỏ thích đeo to bình thường. Xe ngang 44. Càng luôn là 48 mỏng. 12 ly 9. Mặt sau nó vẫn là hình anh thủ dân đáy sấy thôi. Rồi con em bữa bán 900 nha, em sale con này chỗ nhà giá là đây, con này em bán nhà giá là 800 nha, 800k luôn. Sale 800k mở B67 luôn nha. B67. Con này độ mới ok lắm, thứ bảy mới sale thôi nha. Phay sức bên hông cũng còn. Nói chung bản thép máy Nhật là bền, siêu bền nha. Rồi sẵn cái con đó thì em vẫn còn con bản dây dây da ha. Con này bị vía nha, bị vía. Con này anh trai đã báo rồi nha, vô trả giá hoài em cũng không bán. Nam sale qua vốn luôn. Sale qua cái giá mà anh trả luôn nha. Nè, dây khóa, dây xịn nha, dây xịn ha. Nè. Dây tính ra bộ dây này nó còn chắc hơn dây zin nữa. Dây từ Nhật về luôn.
Con này thì cái vỏ nó còn đẹp, nói chung là nó bản như da nhưng mà vỏ còn đẹp. Vẫn là anh đột anh thủ dân đáy sấy ha, bên hông nè núm dập hiệu hết, kính zin đẹp luôn, không sứt mẻ, lịch gốc 3 giờ ha, mặt thiết kế như con này có dạ quang. Đây phải sức rồi, con này thì độ mới ok, đây xe ngang cũng vậy thôi, 43.9, càng luôn là 47.9 mỏng, 11,7. Bữa anh nó trả 600 bán là bình thường nhé, bán vẫn được, sale này 580k luôn nha. Đó. Vẫn là mã B là 25 ha. Trả trả giá không bán nha, giờ sale qua qua vốn luôn. 580k nha. B 25 ha. Cân nhắc trước khi chốt nha. Còn trả giá thì em sẽ không bán. Rồi. Em lên tiếp cho nhà một con này nha. Con Calon. Con này bản lụa, máy Nhật Miyota, máy xịn. Thì con này cái mặt của nó chán gương nha, mặt chán gương nè, bản dây lụa ha, mặt ở trong thiết kế chữ này kiểu lạ lạ thôi, anh em thích đeo lụa nhìn nó tròn vo như đồng xu nha, lên tay nè. Đó, máy Nhật mặt sau đây, thương hiệu nó có thương hiệu nha. Rồi con này thì mặt tròn bản lộ ha, với lại mặt chán gương, nhìn nó nhìn như nhìn giống mấy con DW nha, mà nó hơi dày xíu. Xe ngang 39.7 thì nó tròn vo nha, 40 mỏng thì 8,7, cũng dáng cũng là lạ, bản lộ ha, bữa bán như 480. Rồi em sell con này cho nhà giá là 400 nha, 400k mã B32, 400k mã B32. Giá này cũng bình dân rồi, 400k là vừa nha, bình dân rồi. Với từ cái con này máy Nhật với lại bản dây lụa hàng si mới có giá này thế nhỉ. Anh em muốn mua con đồng hồ đeo cho bền bỉ, nếu mà mua ở Việt Nam nha, bèo phải 1 triệu mấy con, triệu mấy 2 triệu, bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu mới mua được con đồng hồ ngon. Rồi một con Daiso, con này máy Thụy Sĩ nha, dáng rất là lạ luôn, được hai ô lệch gốc 3 giờ, cọc số có dạ quang. Này kiểu này em thích dạ lạ lạ sưu tầm nữa đó, đeo vuông này nè, dáng vuông nè, dáng vuông mặt tròn nha, đầm tay ha, con này lên tay rất đầm luôn, bản thép đúc mà dây 18 đeo thoải mái luôn nha, 18 đeo thoải mái luôn, lên tay quẩy nha. Dây khóa zin bản thép ha, full zin máy Thụy Sĩ Ronda, máy to nha, con này chạy máy to to hai quả gốc 3 giờ luôn, núm nè, núm cũng thiết kế gốc 2 giờ, độc lạ, bên hông bản thép. Không phải là hàng sale, là hàng cũ xấu nha, vẫn là hàng bán bình thường thôi. Nhưng mà cuối tuần, cứ em cuối tuần là em sale vui thôi. Thì hàng trong tuần nha, trong tuần mình bán mình rớt lợi, mình cuối tuần mình sale cho anh em thôi. Sale chi ăn nữa. Rồi xe ngang nha. Xe ngang 36.5. Càng luôn là 45.4 nha, mỏng 10 ly nha. Rồi bữa bán 950 nha, con này Thụy Sĩ luôn á, con này máy Thụy Sĩ nha. Rồi con này em bán nhà giá 880 nha, 880k, vẫn là mã B335 ha, 880 850 luôn, 850 nha, vẫn là mã B35, máy Thụy Sĩ ghi chỗ nhớ nha, nhiều quá không nhớ nổi nha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Giá này cũng sưu tầm cũng được nha. Tự nó máy Thụy. Nhà như bỏ tiền một cái máy vậy. Máy Thụy Sĩ mà. Rồi em sell con này đi. Con này thì hơi lâu nè. Con này nó mới lắm mà sao không biết anh em mà kiểu thích dòng casio mà sao bỏ rơi con này. Con này nó dạng hàng trưng bày mà. Hai máy vừa kim vừa điện tử luôn. Full chức năng ha. Đèn con này pin thường thôi, đèn led pin thường thôi nha, hết pin thay, hết pin thay nha, dây khóa nhà nhìn thấy quay từng chi tiết là thấy nó mới rồi, bên hông ở đây. So với con điện tử ở Việt Nam á, mua điện tử Việt Nam cũng là hàng thường thôi nha, mà cũng hết 500-600 ngàn, con này hàng đúng chuẩn hãng Casio, dây chưa cắt luôn. Lên tay
mua cho mấy bé đeo đi học và siêu bền đó nha, với lại mấy chú đứng tuổi á đeo mấy này nó vừa nhẹ nữa, làm việc nữa, với lại dòng Casio là siêu chống nước ha. Nó là dạng chùm nước luôn, nhưng mà hàng si là lưu ý không bao nước nha, độ mới cao, con này mới lắm, con này hàng như chưa lên tay mà. Xe ngang 42.4 mỏng 12 ly 6 ha. Nó chạy này là này báo thức nè, này xem muốn về thế giới gì á, nó chỉnh nha, này bấm về thể thao nè, hát xe chỉnh kim nè, nó quay lại giờ bình thường nè, chuyển qua đây nè, chuyển qua đây coi ngày thứ nè. Nó như multi ban 6 vậy, nhưng mà nó là dòng bình thường đèn led pin khỏe ha. Rồi con này bữa con này em bán cho nhà giá 380k rồi, con này quá đẹp, nó mới nha, con này mới này, anh chỉ anh em thích thôi, đụng anh em thích còn thôi, ế nữa vô combo nha, em vô combo ha, mã A 31 combo chi nha, để cho anh em thợ á, ta mua có này có kia nữa đó. Còn mua lẻ thì giảm giá vậy nha. Rồi em lên tiếp cho nhà Casio thì em còn con này nè. Này là pin ha. Thì anh em nào thích kiểu dòng mà điện tử không á, chốt này nó cũng là dòng multiband 5 hay gì nè. Con này cũng multiband 5 hay gì, bắt được 5 sóng radio nước ngoài. Cũng chức năng nha, mức pin nè, giờ thể thao, giờ ngày tháng thứ nè, xem được nhiều muốn về thế giới luôn nha. Con này á nè, giờ MGT nè, nó rất là hay, London nè, anh em xem được giờ thế giới nè cũng tiện ha. Rồi full chức năng đèn, rồi đèn đây, đèn led nha, đèn led ha. Cái mặt nó thiết kế như sao nha, mặt nó thiết kế gì chứ dạng mũi tiêu sao nha, dây khóa nè, bản thép ha, dây khóa bằng thép, khóa zin hết, mấy dòng này thường nội địa rồi, sao băng y nè đó. Anh em nào mà thích đeo dòng Casio chuẩn nội địa là chốt cái này, siêu bền, nó đúng lắp ráp sản xuất trong nước Nhật. Xe ngang nó 41 mỏng 13 ly 5. Rồi dòng điện tử không ha, cái này thì bền rồi, đeo coi giờ cũng tiện, dây 18 nha, 18. Rồi một con Casio nội địa Nhật, con này em bán giá là à, con này thì 250k luôn đó, mã X4 nha, 250k mã X4, ai kết chụp hình tin Zalo cho em luôn, giá sale cuối tuần nha. Rồi một con Ikea nè, con này kiểu một lịch nha, một lịch gốc 3 giờ nè, này xây được, con này bản cao su nha, bản dây cao su ha, kiểu thể thao á, này để dính bụi thôi, lau ra, dây khóa nè. Anh em nào kiểu thích đeo siêu nhẹ thể thao á, cái gì em lau bụi này ra cho ha, dính bụi để lâu á. Bên hông ở đây nấm zin hết, mặt sau đây đáy sấy ha, con này đáy sấy. Thì con này nó có trang web riêng đó nha, www nè, ikea nè, watt.com, thông số đủ hết, máy Nhật. Rồi xe ngang không đo rè đo thẳng là 39.7 nè, nếu đo rè thì 41.8 mỏng 12 ly 7. Rồi bữa em bán là 380, sale này cho nhà giá là 250k thôi, mã B93 nha, 250k mã B93 ha, 250 B93, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Con này đeo siêu nhẹ thể dục thể thao nữa cũng được. Rồi em lên tiếp cho nhà một con điện tử cho bé, con này mua về cho bé là cấp 1 cấp 2 là đeo bình thường nha, nó nhỏ, nó vừa nhỏ, cái bé cấp 1 và đeo cho nó quen, bấm về thể thao nè, này chỉnh cái gì nha, chỉnh thêm cái đo gì nha, nó đo gì nó nhiều chức năng lắm, anh em nào kiểu mình biết cái ký hiệu biết biết nó chức năng gì, bấm về thể thao nè, này giờ báo thức nè, alarm báo thức nè. Này chỉnh thêm cái múi giờ thế giới ha, DT này, chỉnh thêm múi giờ thế giới, quay lại giờ bình thường, năm nè, giờ nè, giây nè, ngày tháng thứ đầy đủ ha, như đèn nút này nha, đúng rồi, đèn nút 4 giờ nè, đèn xanh luôn. Con này thì dây bản dây cao su nè, zin đó luôn á, dây khóa zin, độ mới còn ok. Mã đây, con này mã là
XTR300 lắp ráp Thái Lan, nhà máy Thái Lan. Chìa khóa zin. Rồi con này xe ngang của nó ha, 34.6 mỏng 11 ly 8. Bữa ông bán 250 đi nhỉ, 250k mã B35 nha. 230k thôi. 230k nha. B35. B53 chứ. Để lộn nha. B53 ha, nếu mà cũ đi. Rồi ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Điện tử ha, mua mấy con này nó đúng chuẩn Casio siêu bền. Rồi Casio sẵn thì em lên con này thể dòng thể thao nè. Con này dính bụi. Con này mới lắp, mấy này mới tin, nó dạng hàng trưng bày nha. Nhìn cái dây là biết ít đeo rồi. Thì anh em nào mà hay thể thao là siêu nhẹ, đeo siêu nhẹ chốt mấy này. Xe ngang của nó ha, 42.6 mỏng, 11 đi 2. Chiều đứng luôn là 46. Dây khóa. Rồi con này kiểu dòng ba kim nha, ba kim ha, dòng thể thao. Chạy bộ chống thấm mồ hôi là kính đẹp. 400 ha, 400 xe này 350 luôn. Để gì luôn nha. 350 mã B71. 350k mã B71. Cái này dòng máy Nhật siêu bền này, nó chạy máy chuẩn Nhật Miura siêu bền lên tay. Này. Nhẹ ha, làm việc cái nọ dễ nhẹ nhàng. Rồi con này thì mặt trắng, mặt đen chứ, mặt đen mà cọc số trắng, có dạ quang. Có nhà em thích dạ quang, chút dạ quang. Mới dính bụi thôi. Thì cái nhìn cái dây khóa là cái nhà biết rồi, nếu mà đeo nhiều cái này cũng mới tinh nè. Đeo nhiều là nó sẽ mòn ha. Hàng sale nhưng mà vẫn còn mới đẹp nha, đẹp chán luôn á. Chỉ có mua hàng si giá này là hời thế nha. Rồi cũng vậy nha, nó cũng bằng cái con kia, xay nó cũng bằng kia nha. Em đo lại cho. Xe ngang nó là 42.6 nè. Mỏng là 11 đi 6 ha. Rồi 350 mã B50 nha. 350k mã B50 nè. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Mới á, hai con đó còn mới cho anh em thể thao nè. Ê còn con này nha, con này 7 kim nè. Con này thì anh em mà thích mặt trắng nè, kiểu dòng Casio Vicopter, con này 7 kim mà mua cho anh Sáu. Lịch dạng niên ấy nha, lịch dạng niên, pin năng lượng khỏe ha. Con này thì mới. Con này có dạ quang mặt trắng thư sinh ha. Nhìn cái niên nó biết rồi, cái nhà nhìn thấy nè. Quay quay sức. Quay sức niên. Kính zin đẹp, dây của nó chưa có dấu gì để gọi là phai khóa. Tùy theo hàng độ mới mua nha. Thì xây con này như mới vẫn còn 3 triệu mấy, vẫn hình Nhật, bên Nhật vẫn còn bán nha. Dây nè. Tự mấy dòng này nó dòng 6 kim nhưng mà nó chức năng nhiều chức năng. Lắp ráp nhà máy Thái Lan ha. Lắp ráp nhà máy Thái Lan. Dạ, mã của nó là WVQ nè, M410. Cứ anh em nào mà chưa rành mấy dòng này cứ chụp hình nè. Cái mã mới đọc á. WVQ M410, search Google hoặc là YouTube là tìm hiểu thêm mấy dòng này ha. Giá không rác cái này. Con này mà đúng về bản Titanium ha, cái giá thị trường lúc ban đầu nó 21 triệu nha. Con này lên tay nè. Này cái bản dây cao su ha, bản thể thao á, hầm hố. Rồi con này thì xe ngang mỏng của nó trước đi, 12 ly. Xe ngang của nó là 42.7. Cái này càng cấp rồi, dây cấp tay rồi đeo cũng được, kiểu bản thể thao mà. Rồi con này vậy nha, 850k mã X13. 850 mã X13, con này giảm rồi nha, bữa bán 950 luôn. X13 ha, tùy theo độ mới mua nha, con này mới lắm. Này để mấy dòng Casio ít sale nha. Tự mấy dòng đó đến hồi anh em kiếm không có. Rồi một con Senko nha. Senko này là pin năng lượng nha, con này pin solar năng lượng mà bản thép đúc mới nè. Dây khóa bằng thép dính dơ, nó lao bóng lưỡng nha. Dây khóa zin á, nếu mà không dập hiệu ở đây ha, nó sẽ dập ở trong đây nha. Đó, Senko này chuẩn luôn. Dây khóa dập mặt sau đây. Con này thì chuẩn nè, lắp ráp sản xuất trong nước Nhật, mắc in sa băng tái sấy bản thép. Anh em tay vừa thôi, tay cái này dây thì là
dây cỡ này là cỡ 10 18 18.5, nhưng mà cái mặt dây này nha. Cái mặt này anh em tay tầm 16 loại đi nha, 17 mà em đeo. Chúng mình thích đeo đeo nha, vợ nhỏ gọn rồi nữa. Lịch dốc 3 giờ, pin solar khỏe nha, con này pin solar khỏe luôn bên hông ở đây. Chắc lắm, kính zin đẹp không sức mẻ luôn. Kính này em nghĩ là kính sapphire hay gì nha, nhưng mà nó mới đó, nhưng mà không bao đâu nha, không có bao đâu. Tự thấy kính đẹp á, nằm trong lô mà kính đẹp nha. Rồi, xe ngang của nó là 35.4, càng luôn là 37, chiều đứng là 38.4 nha. Nói chung là kính sapphire đó nha. Có lúc trước bán cũng có trường hợp không có bao, phải là trường hợp gì nè, kính sapphire vẫn có trầy nha, nó vẫn trầy bình thường chứ không phải không trầy. Bắt đầu về cái nó trầy nha, dạng kiểu ma sát mạnh trầy cái hồ sapphire sao trầy nha, rồi bắt đầu nó tới nó lui nha. Bởi vậy em bán không bao luôn. Nhưng mà ở sau mà ghi thông số thì mình cứ nói thôi, báo thông số thôi, thật sự kính cũng báo đẹp là được rồi. Sapphire mất công nói tới nó lui. Mặt sau đây mất in sao băng, hôm nay em bữa làm bán 550, em sale cho nhà giá là 480k luôn. Pin năng lượng nha, pin năng lượng mà sale 480 nha, mã X17, ai kết chụp hình trên Zalo cho em luôn. Dây khóa bản thép nha, bản thép chứ phải cái chắc luôn, mắc in sao băng, dòng nội địa nó hiếm lắm. Rồi con này là pin năng lượng luôn nè, solar nè. Con này mặt nó vàng thôi, lúc đầu tưởng đâu là mặt dạ quang full, ai về mặt mặt vàng nha, vàng nhìn cũng độc lắm, nhìn nó như là mặt dạ quang lịch gốc 3 giờ. Con này bản titanium nha, mà nó mạ rơm cái màu kiểu xám xám khói, xám 50 gì mà rơm luôn, nhẹ siêu nhẹ luôn. Anh em dị ứng với bản thép đúc mồ hôi muối nữa, chốt máy này ha, đáy sấy nè, thương hiệu của Thụy Sĩ nhưng mà chạy máy Nhật. Máy Nhật kiểu solar là thường mấy máy Citizen, dây thoải mái này. Con này như hàng trưng bày lên tay nè, anh em cho anh em tay vừa tay nhỏ mà thích đeo mỏng nhẹ gọn nè, chốt máy này ha. Xe ngang 36.35.6 là mỏng 8 ly, chiều đứng luôn là 39.6. Này bữa bán 450 nha, pin solar năng lượng nha. Rồi, con này em bán cho nhà giá là rồi 380k luôn, giá chi ăn nha, giá chi ăn 380 mã B14 ha, 380k mã B14 nè. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Pin năng lượng ha, thương hiệu Thụy Sĩ máy Nhật. Rồi dòng Alo3 nha, dòng Alo3 của Senco á, con này dòng Senco Scuba luôn. Con này giờ 200 mét nước mà, dòng kiểu lặn lội á. Thì anh em thường hay hỏi có con nào mà bơi lội nữa đó, nó lặn này nó chốt mấy này ha. Nhưng mà si lưu ý nó không bao nước nha. Nhưng mà con này thì nó là núm cổ chai đáy sấy, là cái chức năng chống nước nó quá cao rồi. Nè, núm cổ chai vặn chỉnh giờ xong vẫn cứng lần đáy sấy nè. Thường mấy dòng này là mắc in sao băng A nè, lắp ráp sản xuất trong nước Nhật luôn. Dòng mà Alo3 mà nó ghi Scuba luôn là cả nhà biết rồi, nó cũng là của dòng Senco rồi. Con này cọc số dạ quang em test ra. Này chắc nữa nha, này chắc lắm. Dạ quang sáng trưng. Kính zin đẹp nha, có lông mèo ha nè, nhìn nghiêng có lông mèo, nhìn thẳng bình thường nha. Không đáng kể đâu, chừng nào mà sức mẻ, kính mà sức mẻ thì nó xấu, còn kính này nói chung là sau này mình xài mà mờ á, mình đi bu lia lại được ha. Kính zin giữ cái chắc zin nó hay hơn. Dây khóa nè, dây khóa zin á, mặt sau đáy sấy. Thì con này xe ngang của nó nè, em đo thẳng đây đi, 39.7 nha, mỏng ở 104, càng luôn là 44 nha. Nếu mà đo rìa qua đây thử coi, đo rìa là 40.6. Cái này nhà thấy không, còn số nào ra số đó là biết nó còn mới rồi, do nằm trong lô kính có lông mèo thôi, bốn góc cũng phải xước. Chắc lắm, con này kiểu bản thể thao là dòng lặn lội mà. Dây con này thì 10 tay 18 đeo vừa vừa ôm ấy nha, 17.5 đeo thoải mái ha. Cái dây kiểu cái dáng Rolex. À, con này em bữa làm bán 500 nha, bữa em sale rồi cái gì đó 500, giờ em bán cái này nhà giá là 450k luôn đi. Rồi, ghi lộn nữa, 450 mã vẫn là mã T47 nha.
450k mã T47 nha. Anh em thích lặn lội giá bình dân chốt mấy này đeo biết chừng nào hư. Nhìn nó chắc lắm. Rồi em lên tiếp cho nhà con này nha. Con này nè, anh em nào mà thích dòng nội địa Senko nè. Con này hôm nay em bán xả luôn. Con này titanium nha, toàn thân titanium luôn, phay xước nè. Kính sapphire lịch vạn niên ha, tức là xài khỏi cần chỉnh lịch ha. Anh em nào làm biếng chỉnh lịch chốt mấy này. Senko dập hiệu hết rồi. Mặt sau đây mắt in sao băng nè, lắp ráp sản xuất trong nước Nhật. Dòng này là dòng, dòng cao cấp của Senko á, tự nó là lịch vạn niên nha. Thông số đủ nha. Con này thì xe ngang của nó nha, xe ngang của nó đo đây đi. 38.4 nè, nếu đo rìa nè. 39.4 nha, mỏng rồi. 10 ly. Rồi con này lịch vạn niên ha, dây tai 17.5 đeo thoải mái, 10, 10 17 dư được ngón rưỡi. Đó. Thì xe mặt này so với bản dây này cũng dài nha, quá dài rồi. Vừa rồi. Nên em tay vừa tay nhỏ thôi. Đeo kiểu titanium nó dị ứng thép máy bay ấy nha, dị ứng với bản thép inox á, đeo rồi mua thép máy bay nè. Mùa hôi muối nữa đó. Rồi con này bữa là 750 sale nha, con này giá 680k luôn nha. Anh em nào có sưu tầm thì sưu tầm, giá này cũng quá ok rồi. Như con này bán lỗ quá nha, con này bán lỗ 680 nha. Vẫn là mã B75 ha. B75. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Mặt của nó mặt kiểu hộp gà nha, hộp gà. Cọc số như có dao quang, em test cho. Có nhiều anh em thích dao quang nữa. Đó, có dao quang sáng. Dao quang vậy là thấy sáng, giữ giữ lâu, giữ bền. Rồi một con Canon nè. Con này kiểu thương hiệu máy ảnh vậy. Mặt của nó xa, xám tro mà xám tro mà kiểu xám đen nha. Nó đẹp ha. Này xây được rất là nhẹ luôn. Có dao quang gì, em test coi. Con này kiểu anh em mua sưu tầm thôi. Anh em nào chụp ảnh này đó. Đeo mấy này đúng combo luôn. Canon. Dây thì hình như dây titanium ấy, đồ mi. Mặt sau đây. Máy Nhật nha, con này thương hiệu của Maruman, chuẩn nội địa nha. Đó, kiểu nó làm chơi phiên bản cho Maruman ý thằng Canon á, nó là thương hiệu Maruman là nội địa Nhật này. Rồi, xe ngang của nó là 38 nha, nếu không đo rìa cũng là 37.5. Mỏng 9 ly 7. Này xay rất là nhẹ luôn. Máy Nhật lịch gốc 3 giờ ha, con này kiểu anh em cũng sưu tầm thôi. Dây con này thì 17 tháng nha, tay 10 17 đeo như em á, 7 như em đeo vừa khít luôn. Anh em tay 16.5 đeo thoải mái cái dáng cũng là lạ, kính zin không sứt mẻ, có lông mèo không đáng kể ha. Kính đẹp luôn, dạng báo có lông mèo luôn nha. Kim đỏ. Bữa em bán như 550 nha, sale chỗ nhà này giá là rồi 450k mà X1 luôn. Như con này bữa anh em có anh em nào trả giá không bán con này nè. 450 mà X1 nhưng mà sale là sale nha. Có khi sale qua cái giá mà người ta trả luôn nha, sale bình thường nha. Tự mình đảm bảo là không có bớt rồi thì cố tình bớt em cũng không bán nha. Rồi ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Rồi một con Orient nha, Orient con này là chuẩn nội địa rồi. Con này là núm cổ chai nha, dòng thợ lặn đó nha, núm cổ chai á, đáy sấy nè. Con này đúng chắc luôn nha, con này đúng tự nó núm cổ chai đáy sấy mặt xanh nó đúng. Có nhiều anh em ta thích đeo vừa nhỏ nè, em tay vừa tay nhỏ đó, kiếm mặt xanh nè, phong thủy mà kiểu chống nước á, kêu có chống nước là chốt mấy này đúng ha. Tự nó là núm cổ chai đáy sấy độ chống nước cao. Dây con này là 16 năm thôi, tự 17 em đeo ôm á nha, 17 đeo ôm có báo 16.5 đeo ok á, khóa dập hiệu Oren. Thì so với cái mặt này anh em tay 16 16 năm đổ lại được rồi. Này đang bước qua ngày mới, chuẩn bị bước qua ngày 23 nè. Rồi con này thì xe ngang của nó ha, xe ngang của nó thì 35 nha. Nếu mà đo cái rìa đây là 36 ha, thì nó chuẩn nó 35 á. Anh em tay vừa thôi, dán nó dán vintage, dán xưa á. Càng luôn 39.8 mỏng 84 kính zin không sứt mẻ ha. Dẫn báo vết lông mèo, có vết lông mèo nha, không đáng kể. Mặt xanh trẻ tia ha, cọc số như có dạ quang, test chưa rồi dạ quang sáng nha.
bản thép mà. Rồi con này em bữa là 550, rồi con này em bán cho nhà giá là 480k mã B99, 480k mã B99. Orient là cũng là dòng nội địa Nhật nha, 480 mã B99. Rồi em qua mẫu luôn. Rồi em lên cho nhà hai con Casio cho mấy chị nữ nè. Cho mấy chị nữ một con này trước đi. Con này bản thép, bản dây gốc tay nào đeo cũng được. Mấy chị tay to tay nhỏ được. Mấy chị mua cho mấy bé cấp 2 đeo đi học siêu bền nữa nha. Lên tay này dây dây gốc về tới về lui được ha. Về thế giới, về thể thao, báo thức này các kiểu nha. Đèn sáng, đèn mặt hồng ha, kính zin không sức mẻ, có vết lông mèo xíu đây không đáng kể nha. Này bát cana như gà nha, cái kính này dễ xử lý nha. Bên hông bên cho mấy chị mấy bé rồi mấy bé đeo cái này siêu bền. Rồi con này em bữa là 300 ha, sale với nhà này là 250k luôn, mã A74 nha, sale quá rẻ luôn, 250k A74. Đó. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. 250k quá rẻ so với con này thì mặt xám mấy nam tay nhỏ được. Size nữa nha, hình như con này chưa đo size thì đo con này đi, giống nhau đó, 34 mỏng 11 càng 38. Hai con chỉ là thích thích mặt xám hoặc là mặt hồng thôi. Rồi vậy luôn nha. 250k mã A73 luôn. 250k chứ. A73. Đó. Rồi, ai kết chụp hình những tên Zalo cho em. Sale nha, cuối tuần. Đây một con Polo nha, con này đeo rất sang. Con này dạng chiếc lắc nha, siêu mỏng. Bản thép á, Polo lưng đôn, lịch gốc 3 giờ. Bản đồ mi đẹp, còn đẹp lắm. Kính zin đẹp không sức mẻ luôn. Con này là nam nữ dùng chung nhưng mà cái này thiên về nam hơn, tự nó là chiếc lắc. Chiếc lắc nha. Dây hiện tại nó đang được là 18 nha. Con này như cọc số có dạ quang hay gì đó, em test thử coi. Polo là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ gì nha. Cọc số trắng thôi. Đính vàng hết. Con này thì siêu mỏng ha, anh em thích đeo mỏng á. Mỏng mà đặc thép đặc cái này đó. Xe ngang của nó là 39.4 mỏng 6 ly, mỏng với cộng dây vậy đó. Kiểu nó đầm tay nha, nó là dạng như cái lắc vậy. Nhưng mà nó là con đồng hồ ha, đồng hồ vừa lắc luôn. Mặt sau thông số đủ nha. Bản thép, ghi thép. Thép không rỉ. Bữa năm bán nhiêu ta? Bữa năm bán là này em sale 400 nha, 400 hết giá rồi. 400k ha. Vẫn là mã B68 nha, B68. Rồi một con này sẵn mỏng thì lên con này full full vàng luôn, con này full vàng luôn nha. Mà đeo nha, đeo rất sang, đeo đám tiệc này như một chiếc lắc vàng bên hông ở đây, thường kính sao phê luôn nha. Tự nó đã làm được cái gì là đương nhiên phải kính sao phê, nhưng mà không bị thông số ha. Cái mặt nó khảm vàng, đính hai viên đá luôn, đấm đính viên đá đen nha. Mặt sau này máy Nhật ha, thương hiệu này CVN gì nha, máy Nhật ha, nè sao băng y chuẩn nội địa nè, nhìn giống vàng đúc nha, đẹp lắm. Con này mới đeo sang, lên tay dây còn dài, dây con này tay 17 mà đeo vừa, đeo dư luôn á, 17 mà đeo hở xíu, 17 năm đi, 17.5 đeo thoải mái. So với mặt này dây quá dài rồi, có nhiều anh em tay nhỏ về phải cắt thêm ha, cắt mắt để dành nha. Xe ngang nó 30.8 mỏng 5.6 càng luôn là 37.5 full zin hết. Con này lúc đầu tưởng vàng nha, tưởng chúng chúng viên con vàng, nó đẹp luôn, quá chắc. Là con này em bán 950 nha, 950k mã B64 nha, 950. Rồi, em sell này cho nhà đi. Là con này em bán cho nhà giá là 850k đi. B64. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Này chắc ha, đeo sang lắm, này lên tay, nói chung em lấy em đeo, em có đeo rồi. Đi đám tiệc cũng sang. Như đeo chiếc lắc vàng
Rồi một con này là dành cho mấy chị nữ. Casio Pin Solan lợn nha. Con này thì đơn giản chỉnh giờ kéo nó đấm ra thôi. Xe tới, Kim Phúc chạy tới. Xe lui Kim Phúc chạy lui thôi. Chỉnh chừng nào đúng giờ thôi được rồi. Rồi đẩy vô thôi. Chạy lại bình thường. Đơn giản thôi nha, không có gì khó ha cho mấy chị nữ. Độ mới nó như một cái kiềng xinh lắm. Bên hông ở đây. Casio Pin năng lượng ha. Mặt sau đây thông số đủ nha, con này bữa nhiêu bán 300 nha, cái 350 xe 300 nha, xe cho nhà 300 tự nó pin năng lượng, cái nhà mua cái cục pin là dư sức rồi, như bán tiền cục pin dây dài lắm. Nó mấy chị nào hợp với màu đen nè, có nhiều chị nó thích màu đen đó nha, độ mới nè. Chiếc lắc dòng này dòng Casio dòng cao nha, dòng cao của Casio dành cho mấy chị nữ. Rồi em lên chỗ nhà con nữ là kiểu Senko mà Sarivay, tức là Senko ba núi nha. Dòng này cũng dòng thuộc dòng cổ cho mấy chị nữ rồi. Này con nam giá không cao nha, từ mấy dòng này đang anh em đang sưu tầm kiểu thuộc cổ hiếm rồi. Này của nữ. Độ mới đây. Do nằm trong lô chứ thật sự con này độ mới cao. Mặt sau đây nhìn nó. Đồ cổ mới còn vậy là cái nhà biết rồi, nó kiểu thuộc dạng cổ chuẩn nội địa, máy cái máy chuẩn xi ngang nó 26.6 mỏng 7 ly càng thì 31.6, bữa bán 350 em sale chỗ nhà này giá là 300 300k mã B90 nha, 300k mã B90 nha. Này kiểu dòng cổ cho mấy chị nữ thôi, mấy nam nào đã có con sợi quay là mua cho mấy chị con này nữa, đeo cặp cho đúng catalog. Rồi con này kiểu dáng Patek Philippe, con này mấy cái này mà đúng chính hãng với tiền mua không nổi, này máy Nhật thôi. Con này kiểu nè nó mạ rơm nha, cái vỏ mạ rơm, kính zin đẹp không sức mẻ, sọc ngang nha, cọc số như có dạ quang, test thử coi. Có dạ quang nha, dạ quang sáng luôn, dây bản thép ha, dây khóa zin, con này hàng chưa lên tay, khóa bơm, dây dài sọc, dây thì tới 20 21, dáng như mấy con Patek Philippe hàng xịn sò, nhưng mà nó là máy Nhật thôi nha. Là con này bữa làm bán 550 sale chỗ nhà giá sale này 450 nha, 450k mà X6 X6 như con này mới về nha, mới về cũng sale luôn. Rồi em lên chỗ nhà một con thương hiệu, con này thương hiệu Neo gì nha. Con này bản thép, kính zin, lòi, không sức mẻ, có lông mèo đây nha, có vết đây nè. Mà không sức mẻ ha. Giờ anh em kỹ mình bu lia nè cho bóng. Con này hàng si để gì đeo bình thường nha. Anh em chấp nhận mua hàng si là phải có vết thời gian nha. Thông số đủ nha. Rồi con này máy Nhật cái nha, máy Nhật ha, bản thép đúc. Xi ngang của nó là 35 mỏng, có 8 đi 3 thôi. Chiều đứng luôn là 43.4 nha. Con này bữa bán 450 ha, sale chỗ nhà này 350 đi. 350k nha. 350 là bản thép đúc, máy Nhật là hết giá nha. Hàng si mới có giá này thôi. B83 ha. 350k mã B83. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em luôn. Không được thì vô combo đó nha. Có nhiều con bán rẻ quá thì không được nha. Rồi con này nha. Con này dán vuông tăng nè. Về bản Citizen nhưng mà nó Titanium nha. Ít ít thấy lắm nha. Thường là bản thép nhiều. Nhưng mà Titanium như vậy là ít thấy lắm. Có nhiều anh em thích bản Titanium nè. Citizen nhập hiệu nè. Kính zin đẹp. Còn đẹp nha. Không sức mẻ. Có lông mèo không đáng kể đâu. Lịch gốc hai của lịch gốc 3 giờ, kính còn đẹp lắm. Thường mấy dòng này cũng kính sapphire nhưng mà không bao vậy, nhà trong lô mà kính nó đẹp. Con này chuẩn nội địa rồi, sao băng nè. Rồi anh em thích vuông tăng á, vuông tăng mà hai lịch mà titanium nha. Con này dây 18 được, lên tay quẩy nè, mặt có nói như mặt lụa nha. Citizen Phật Ma, Citizen dòng cao, máy vàng. Tai nghe của nó ha. 31.7.
đây nha, càng 37.7, mỏng 7 ly rưỡi. Bữa bán 450 nha, em sale này 400. 400k là giá bình dân nha, giá bình dân cho con Citizen này. Hay kết cho mình những tin Zalo cho em ha. Dòng Citizen. Rồi một con này máy thi sĩ nè, bữa cho nhà xem máy, máy nó đúng chuẩn, máy vàng. Bản lụa, độ mới cao, dây lụa. Dây khóa zin dập hiệu. Thương hiệu Aurora, Aurora thụy sĩ nha, máy thụy luôn. Dây khóa mặt sau chưa bóp siêu nữa, nó ghi nhật nhưng mà nó mới chạy máy thụy nha, máy đẹp, máy to, máy tròn, sao băng gì máy nhật, em máy thụy ha. Rồi anh em thích đeo lụa tăng máy thụy chốt này ha. Xe ngang của nó là 27, mỏng là 6,5, càng luôn là 34.6. Từ cái máy này nó khủng nha, nó dạng dáng vuông tăng, máy nó khủng, máy vàng đẹp lắm. Rồi con này em sale chỗ nhà giá là 550k luôn đó, máy thụy sale như xe cái máy nha, 550 mã B 89 nha, 550 B89 nha. Hình như còn cái máy cho nhà xem máy luôn, cho anh em mới người ta biết luôn nha, cho anh em mới biết thấy máy ha. Đây máy đẹp lắm, máy chuẩn thì sĩ, cái máy vàng chạch quá chắc, máy của Uni. Kính nó kính giác cạnh có đường băng, đường băng ở giữa rồi, kính có lông mèo không đáng kể đâu. Rồi con này Senco dòng nội địa sóng radio bản titanium nha, con này chỉnh giờ rồi, ok chỉnh theo kiểu rà sóng đó, nó đang chạy chuẩn luôn đó. Dây khóa bản titanium, dây khóa con này nha, còn ok ha. Khóa zin dập hiệu Senco thì con này nha, cái niền nó có vết thiếu đây nè, có báo anh em nào kiểu đeo nồi đồng có đá không để ý tới vết này, chốt này giá rẻ. Kính sao phê lịch dạng niên pin năng lượng nha, được cái là núm cổ chai nè, vặn chỉnh giờ vặn cứng lại độ chống nước cao rồi. Đó. Cái mặt sau đây chuẩn nội địa, mắt in sao băng, dây khóa còn ok lắm, con này 80-85% nha. Titanium nó vậy là quá đẹp, với lại như cái nhà mua cái giá này, giá cục pin á, cục pin của con này pin còn khỏe lắm, dây tới 19 rồi. Con này xây thường 38, 37.8 với 38 đứng luôn là 44.9, mỏng tính ra mỏng nha, 9 ly 3. Rồi con này thì em bán cái nhà giá là 500 nha, 500 là hết giá rồi. Con này như bán cục pin nha, 7 78 B78 ha, 500k cho con này là hết giá rồi nha, B78. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em luôn. Dòng Senco nội địa nha, nó là dòng thuộc Senco nội địa. Rồi một con này nha, con này xe vui thôi, xe vui cho nhà. Con này kiểu độc lạ, điện tử nằm trên mặt màn hình ha. Đó, cũng là nhiều mua về thế giới nè, xem mua về thế giới, rất nhiều mua về thế giới luôn. Báo thức, mức pin, này chỉnh thêm múi giờ, này bấm về thể thao chứ. ST này HZ chỉnh kim này, quay lại giờ bình thường, đèn LED. Con này kiểu độc lạ thôi, anh em thích điện tử nằm trên mặt màn hình đó. Dây thì 18, 17 mới dư được ngón rưỡi, 18 đeo vừa, 18 hở, 17 đeo hở. Độ mới còn ok nha. Còn sáng lắm, đèn xi còn sáng, đồng hồ. Rồi con này thì xe ngang của nó đây, 42 nha, mỏng 15. À, con này bữa bán 500 nha, 500k mã vẫn là mã cũ đi, B86 nha. Sửa này lợi ha, 500k mã B86 ha. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em, nó là lạ, vừa kim vừa điện tử. Rồi một con này nha, con này thì một con bản titanium, nó là dòng thể thao mà nó siêu nhẹ, mà này lắp ráp cho nó thêm một bộ titanium, thiết kế bộ titanium nó là nó siêu nhẹ, vin chứ không phải là chế vô nha, nó là bản vin đó nha. Nè cái vỏ này là titanium luôn, mặt xanh phong thủy kính lồi, cọc số học trò và quan chấm bi, multiband 6 nha, đèn còn tiếng Nhật luôn, chạy nhiều giờ thế giới về thể thao báo thức này các kiểu. Dòng này thì dòng cao rồi, anh em mà mua cái con này nha, đáng đồng tiền, khi mình xài hư nó là cũng đã
dư sức cái này dính keo em dùm lau em nè, để dính nè. Kiểu dính cái gì nha, dính keo dính gì á. Rồi cái gì em lau cho ha, trước khi đi em lau cho. Anh em chốt thì trước khi đi em lau hết. Mặt sau đây, cái vỏ là titanium luôn, cái nắp đây nè, titanium luôn. Thông số đủ á, mã WVAM640 ha. Dây thì 10 đâu. Ừ, dây này dây 18 nha, 18. Mặt xanh phong thủy ha. Rồi con này thường sẽ 43 42.9 43 mỏng 11 đi tư nha. Rồi có gì em chỉnh giờ lại ok, anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ mấy dòng này báo em gửi video cho. Rồi 600 này. Nó là bản titanium ha, titanium là chất thép máy bay á. Siêu nhẹ luôn. 600 mở B66 luôn. 600k B66. Thì dòng đó em còn bản mặt trắng dây gút ha. Anh em có hàng mặt trắng chốt này, độ mới cao lắm. Dây khóa. So với hàng mới thì mình mua hàng si mà độ mới cao giá hời hơn nha. Vẫn là mã đó WVM630 nước sơn đẹp. Rồi xe ngang thường con này là 42 đổ lại thôi. 4 41.8 càng luôn là cứ 10 lẻ. Càng luôn là 44.5 mỏng, 10 lẻ 6 là... Rồi giờ thế giới giờ thể thao báo thức nha. Con này chỉnh ok rồi. Mức pin nữa, đèn sáng, dạ quang. Sáng trưng. À, bữa làm bán rồi 650 nha. Bữa bán 700 nha, con này độ mới cao. 650 mà vẫn là mã B19 nha. B19 nè. Con này thuộc dạng nội đồng có đá, dạng nội đồng có đá. Bền lắm. Độ chống nước cao nữa, mà si lưu ý không bao nước ha. Rồi sẵn thì em lên ké Zippo luôn nha. Đời 2000 anh em nào gành Zippo chốt này. Chưa lên ta, chưa lên dầu, chưa lên xăng nha, chưa lên xăng nè. Mặt trong này trùng vỏ ruột ha. Anh em sưu tầm gặp này là chốt được. XVI XVI nè, USA đúng chuẩn nè, trong cửa nhà xem. Anh em nào gần là nhìn là biết rồi nha, con này kiểu anh em sưu tầm thôi. Bán răng. Rồi vậy nha, con này thì đúng Zippo có hộp hộp của nó luôn nha, cái chủ đề Saiban của nó luôn nè. Rồi con này thì vẫn là 8 850k mã zip đi, 850 mã zip, Zippo chuẩn nha, chuẩn Mỹ nha. Rồi thì con này nha, em lên video em giải thích cho nhà, có nhiều anh em xem cái video mà cách chỉnh giờ của bên em á đó. Thì thường cái con mà cái kênh video mà đang coi á, đang trên kênh em á, thì cuốn Tokyo nó sẽ nằm cái phút nè, mấy cái chấm này phút phút thứ chín ha. Nhưng mà riêng những con mà cũng của nữ luôn, nhưng mà múi giờ mà nó nằm ở trên cái nền nè, thì cả nhà reset xong hết, lịch xong hết, mình phải chọn múi giờ Tokyo nằm đây nha. Nè, phải chọn múi giờ này nha. Thì mình cũng án giữ nè, án giữ nút này nè. Án giữ nút này nha. Đó. Rồi chọn múi giờ thôi. Đó. Đó. Thì cũng chọn múi giờ là phải chọn thay thay vì bây giờ con này em chỉnh đã chọn BKK em xài rồi nè. Nó chọn BKK em xài nè. Đó đúng giờ của Bangkok là giờ trùng với Việt Nam mình. Thì nếu mà mình gà sống mình phải chọn cho nó về thành Tokyo ha. Tokyo mình gà mới vô được nha, tức là cái múi giờ Tokyo nằm đây nè. Rồi xong á, rồi cái xong ví dụ mà muốn gà sống á, thì mới nãy là em ăn giữ xíu là cho nó giật về BKK thôi. Còn muốn gà sống mình ăn giữ lúc này chừng nào mà cái kim dây nó về số 12 á là đúng ha, là buông ra là gà được ha. Có nhiều anh em cứ cho nó chỉ cái múi giờ của Tokyo thôi á, buông ra gà sao được nha. Có anh đó anh gà không được á, ảnh chắc ảnh đang sử dụng cái con này nè. Ảnh bật luôn, ảnh nhắn tin ảnh nói nữa. Nhưng mà em hiểu là có nhiều dòng lắm nên mình cái con này ha phải chọn múi giờ Tokyo ha. Tokyo nằm đây nè. Cứ con nào mà có dòng Senko này mà múi giờ mà nằm á, nằm trên nền á, là cứ chọn Tokyo ở đây mới đúng nha. Đã người ta thiết kế múi giờ nằm đây phải chọn múi giờ của nó chứ. Chứ mà chọn chọn múi dạng như phút thứ 9 là không có được nha. Có báo ha. Đó, mình cứ kết hợp với video kia mình chỉnh cái con này cũng được. Đó, sao băng chuẩn nội địa nè. Con này pin năng lượng nha, dây để em coi. Rồi em giải thích vậy thôi cho anh em mà chưa hiểu á. Dây nha, cái con này 16.
Con này em chỉnh ok rồi, xe ngang của nó là 28. Càng luôn là 32 mỏng, 8 đi 3. Con này thì em bán cho nhà giá sale miner, nhà giá à, con này bán 600 luôn đi. 600k mã B77 nha. 600k mã B77. Bữa nay anh em nào trả giá đó không bán nha. B77 nha. Ai kết chụp hình nhắn tin lô cho em. Rồi thì em xem vô đó thôi nha. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.